cho ăn cơm không, cơm chăn mắm, tập cho mèo nó ăn cho quen. Đó, mèo ăn cơm chăn mắm. Đó, mèo nhà vậy đó, ăn cho nó quen chứ cho ăn nhiều đồ ăn ngon cho nó kén ăn sao. Chỉ mất không tới 1 giờ, nhưng hàng trình diễn gần như không có lỗi. Chúng ta nói giờ tốt hả? Với vị trí chung cuộc 6-2, 6-0. Hãy đi ra. Anh đã có pha nước tốt 4 lúc từ giờ để về nước Italia trong mô hình đồ và tài sản đồ trong cảnh lúc ăn ngon quá, ăn cơm không chăn mắm ngon quá. Ba mèo con. Mà trên cái trên nắm đến trận thắng chặn thứ ba trong giải Giro 99 này, ví dụ đã nỗ lực ở trong đoàn đông, anh đã thất bại do bị lỡ bánh khi cách đích 5 km. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình sống ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.